Let's review the mystery. Ở Việt Nam chúng ta thì có một số loại thú cưng mà một vài gia đình sẽ hay nuôi ở trong nhà. Vậy thì hôm nay chúng mình sẽ học cách là chúng mình sẽ bày tỏ được quan điểm của chúng mình rằng con vật đó là con vật yêu thích của mình và tại sao mình lại thích chúng nhé. Cô có ví dụ nếu như các con muốn nói loài thỏ là loài thú cưng yêu thích của con thì con sẽ nói Rabbits are my favorite pets. Rabbits are my favorite pets. Và đương nhiên thì các con sẽ nói về cả một chủng loài vật đó, cho nên các con sẽ định số nhiều. Và lý do mà con thấy thỏ là loài vật yêu thích của con bởi vì thỏ thì lông của nó rất là mềm mượt, đúng không ạ? Thì mình sẽ nói Rabbits are soft. Rabbits are soft. Và nếu như con muốn nói mèo mới là loài vật yêu thích của con và con thích nó là bởi vì gì? Nó rất là đáng yêu, dễ thương, thì con sẽ nói Cats are my favorite pets. Cats are cute. Cats are my favorite pets. Cats are cute. Nếu như con nói chó mới là loài thú cưng yêu thích của con và con thích chúng bởi vì chúng rất là thân thiện, thì con sẽ nói Dogs are my favorite pets. Dogs are friendly. Dogs are my favorite pets. Dogs are friendly. Vậy loài thú cưng yêu thích của con là gì và tại sao con thích chúng? Hãy để cho cô biết ở phía dưới bình luận nhé. Và còn bây giờ chúng mình sẽ gặp nhau sau nhé. Bye bye.